Về tình hình trong nước, 13 người trong tình trạng cạn kiệt tài chính do phong tỏa kéo dài đã liều mình chạy 1.500 km về quê tìm đường sống nhưng bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chặn lại. Trên thế giới, đồng tiền Myanmar mất giá 60% trong 4 tuần, nền kinh tế suy sụp, chính phủ bất lực. Nga đe dọa sẽ chặn YouTube sau khi mạng xã hội này chặn kênh Archie. Võ sĩ Quyền Anh Manny Pacquiao giải nghệ nuôi tham vọng làm Tổng thống Philippines vào năm 2022 Đảo chính, chuẩn bị cho chiến tranh, thử vũ khí mới, thương chiến Mỹ-Trung là những nguyên nhân mới đây được cho là gây ra tình trạng bất điện diện rộng ở Trung Quốc Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà báo điều tra Hoàng Tuyết Cầm Trung Quốc thì uy sức mạnh quân sự trên không tại Quảng Đông Bắc Kinh tức giận khi Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc liên tục đàn áp trong nước. Chuyên gia cho rằng kế hoạch Made in China 2025 của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tan vỡ. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 30 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Dân cạn kiệt tài chính, liều mình chạy 1.500 km về quê nhưng bị chính quyền chặn lại. Ở lại rất khó khăn, chúng tôi là lao động tự do, làm ngày nào ăn ngày đó, không có của để dành, tiền hỗ trợ chưa thấy đâu nên ở lại thật sự khó khăn với chúng tôi. Thưa quý vị, đây là những chia sẻ của anh Trịnh Văn Quang, 27 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, nói với báo tuổi trẻ được đăng vào khuya 29 tháng 9. Anh Quang đã thất nghiệp gần 4 tháng nay. Anh cùng với vợ con và anh em dòng họ đã tuân thủ quy định của nhà nước ở lại phòng trọ chống dịch. Tuy nhiên đến nay, do tài chính đã kiệt quệ, với lại hai tin thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 1 tháng 10 vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, người dân vẫn chưa được phép chạy xe máy về quê, không thể trụ lại nổi nên anh Quang đã rủ mọi người đánh liều, chạy xe máy về quê tìm đường sống. Thế nhưng anh Quang và mọi người trong nhóm đã bị lực lượng chức năng chặn lại và đưa về trường tiểu học Nguyễn Văn Chiết ở phường Ninh Trung, thành phố Thủ Đức vào chiều 29 tháng 9. Anh Quang cho hay cả 13 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, cùng thuê một phòng trọ nhỏ ở phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để cùng ở và làm nghề đẩy loa hát nhạc dạo bán tam bông. Thế nhưng gần 4 tháng nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, mọi người chịu cảnh thất nghiệp. Anh Quang bộc bạch, điều tôi mong nhất lúc này là được về quê nhà tránh dịch. Chúng tôi biết tự chạy xe máy về quê là sai chỉ thị và nguy hiểm cho các cháu nhỏ. Nhưng chúng tôi hết trụ nổi rồi nên mới liều mình chạy xe về Thanh Hóa. Tôi chỉ mong được về quê để có thể tự lo cho mình và các con. Theo báo tuổi trẻ, trên những chiếc xe các thành viên chở theo bếp gas, mì tôm. Anh Quang dự tính đi dọc đường, nếu đói lúc nào thì dừng lại nấu ăn lúc đó. Mọi người đã mót hết tiền để đi xét nghiệm, đổ xăng và thay nhớt cho xe. Gom lại, tất cả mọi người chỉ còn được gần 2 triệu đồng. Chi phí đi đường chúng tôi không thể lo hết được. Chúng tôi dự tính nếu đi trên đường mà hết tiền sẽ bán điện thoại. Anh Quang tâm sự. Trường hợp như anh Quang có vẻ không mới, nhưng nó đang phản ánh một thực trạng là rất nhiều người trong thời gian phong tỏa cách ly đã không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, dù chính quyền trên báo giới luôn nói không để người dân nào bị đói. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, hàng trăm người dân đã vì cảnh thất nghiệp, cạn kiệt tài chính do bị phong tỏa kéo dài, đành quyết định khăn gói rời thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy. Tuy nhiên, họ cũng đã bị chính quyền chặn lại và buộc phải quay đầu. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Đồng tiền Myanmar mất giá 60% trong 4 tuần, kinh tế sụp đổ, chính phủ bất lực. Thưa quý vị, đồng tiền của Myanmar đã mất hơn 60% giá trị kể từ đầu tháng 9, khiến giá lương thực và nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế đang lao dốc vì cuộc đảo chính quân sự cách đây 8 tháng. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Richard Hoshi, một chuyên gia về Myanmar thuộc tổ chức International Crisis Group, cho biết điều này sẽ khiến các tướng lĩnh lo sợ vì họ bị ám ảnh bởi tỷ giá đồng kyat át vốn được xem như một phong vũ biểu tổng quan của nền kinh tế. Vào tháng 8, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã tìm cách giới hạn biên độ tỷ giá kyat trên đô la Mỹ ở mức 0,8% nhưng đã phải từ bỏ quy định này vào ngày 10 tháng 9 do áp lực của tỷ giá biến động đồng đô la khan hiếm trầm trọng khiến các cửa hàng mua bán ngoại tệ phải đóng cửa. Những quầy đổi tiền còn mở cửa vào hôm 28 tháng 9 báo giá 2.700 kia trên 1 đô la Mỹ so với 1.695 kia trên 1 đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 9 và 1.395 kia trên 1 đô la vào ngày 1 tháng 2 khi quân đội tiến hành lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Trong một báo cáo được công bố vào hôm 27 tháng 9, Ngân hàng Thế giới VKB Dự đoán nền kinh tế Myanmar sẽ sụt giảm 18% trong năm nay, một phần do đại dịch Covid-19 và cho biết Myanmar sẽ chứng kiến sự suy giảm việc làm lớn nhất trong khu vực và số người nghèo trong nước sẽ tăng lên. Nga đe dọa sẽ chặn YouTube sau khi mạng xã hội này chặn kênh RT. Ngày 29 tháng 9, chính phủ Nga đã đe dọa chặn mạng xã hội YouTube và thực hiện các biện pháp trả đũa khác sau khi nền tảng chia sẻ video của Mỹ chặn các kênh nói tiếng Đức của kênh truyền hình nhà nước RT. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa các gã khổng lồ công nghệ nước ngoài và Điện Kremlin ngày càng leo thang, khi Nga tìm cách kiểm soát nội dung trực tuyến cho khán giả trong nước. Trước đó vào ngày 28 tháng 9, đại diện YouTube nói với truyền thông Đức rằng họ đã đưa ra cảnh báo đối với RT vì đã vi phạm nguyên tắc thông tin về đại dịch COVID-19 và sau đó, cho đóng cửa hai kênh YouTube của người Nga do vi phạm điều khoản người dùng. Bộ ngoại giao Nga đã lên tiếng cáo buộc YouTube rằng đây là hành động gây hấn chưa từng có trên phương tiện truyền thông, đồng thời cho biết các biện pháp trả đũa là cần thiết. Cơ quan giám sát truyền thông Nga Roskomnadzor sau đó đã đe dọa hạn chế quyền truy cập vào YouTube ở nước Nga, cáo buộc công ty Hoa Kỳ cố gắng kiểm duyệt các nội dung do các phương tiện truyền thông Nga sản xuất. Roskomnadzor cho biết Họ đã gửi thư tới chủ sở hữu của YouTube là Google yêu cầu dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với hai kênh RTDE và Deaferlander Parts càng sớm càng tốt. Trước cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga vào tháng này, Roskomnadzor đã chặn hàng chục trang web có liên quan đến ông Navalny, một lãnh đạo đối lập ở nước Nga. Ngoài ra, các tòa án ở Nga đã phạt các nền tảng Twitter, Google và Facebook với một loạt các khoản tiền phạt lớn. Võ sĩ Manny Pacquiao giải nghệ nuôi tham vọng làm tổng thống Philippines. Thưa quý vị, huyền thoại quyền anh của Philippines, võ sĩ Manny Pacquiao ngày hôm qua 29 tháng 9 thông báo quyết định treo găng sau hơn 25 năm theo nghiệp đấm box để ra tranh cử tổng thống Philippines. Là nhà vô địch thế giới ở 8 hạng thi đấu, đồng thời là thượng nghị sĩ, ông Pacquiao 42 tuổi giờ đây nuôi tham vọng kế tục tổng thống Rodrigo Duterte. Võ sĩ Pacquiao thừa nhận đây là một quyết định khó khăn nhất cuộc đời ông. Thực tế, ông Pacquiao đã bước vào chính trị kể từ năm 2010 khi được bầu làm dân biểu trước khi trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2016. Võ sĩ này đã kết hôn và có 5 người con. Ông là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ Philippines cũng như trên toàn thế giới. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc thị uy sức mạnh quân sự trên không tại Quảng Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc đã tiến hành thị uy sức mạnh quân sự trên không tại hội trợ triển lãm ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Theo đài BBC, trong ngày khai mạc 28 tháng 9, đã có một màn nhào lộn đầy sắc màu trên không do các phi công thuộc lực lượng không quân Trung Quốc thực hiện. Các màn trình diễn được thực hiện với một số sản phẩm mà Trung Quốc muốn xuất khẩu, trong đó có AG-600, loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới, được thiết kế nhằm đảm nhiệm công tác cứu hỏa và cứu hộ trên biển. Hai thiết bị bay không người lái, rực Long 2 và loại drone có thể gắn vũ khí tương đương với MQ-9 Reaper của Mỹ và bọ cạp đua kép Twin Telescopion cũng được giới thiệu nổi bật tại hội trợ này. Hơn 100 máy bay đã được đăng ký tham gia trong kỳ triển lãm hàng không Trung Quốc tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 là sự kiện diễn ra hai năm một lần. Triển lãm lần này đã bị hoãn lại một năm do đại dịch Covid-19 và chủ yếu gồm các sản phẩm nội địa của Trung Quốc do lệnh cách ly nghiêm ngặt vẫn đang được áp dụng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà báo điều tra Hoàng Tuyết Cầm. Thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 28 tháng 9 đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho nhà báo điều tra Hoàng Tuyết Cầm. Nhà báo độc lập điều tra Hoàng Tuyết Cầm, còn gọi là Sophia Hoàng, 33 tuổi, đã bị bắt giữ hồi tuần trước vào ngày 19 tháng 9 tại tỉnh Quảng Đông với tội danh lật đổ chính quyền. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF, dường như nữ phóng viên này đã bị giam giữ tại một địa điểm bí mật và có nguy cơ bị tra tấn. Nhà báo Hoàng Tuyết Cầm nổi tiếng với các hoạt động trong phong trào nữ quyền Mitru tại Trung Quốc. Năm 2019, cô Hoàng đã từng bị bắt giam 3 tháng sau khi đưa tin về các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông với cáo buộc gây rối loạn trật tự xã hội. Trung Quốc đứng thứ 177 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, theo xếp hạng của ASF với ít nhất 122 phóng viên đã bị giam giữ. Nguyên nhân mất điện ở Trung Quốc, đảo chính, chuẩn bị cho chiến tranh, thử vũ khí mới, thương chiến Mỹ-Trung. Đảo chính, chuẩn bị cho chiến tranh, thử vũ khí mới, thương chiến Mỹ-Trung được cho là những nguyên nhân gây ra mất điện ở Trung Quốc. Thời gian gần đây, tình trạng cắt điện ở Trung Quốc bất ngờ bùng phát trên diện rộng và kéo dài, khiến mọi hoạt động của nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở một số tỉnh thành phố, chính quyền địa phương chỉ tuyên bố mơ hồ là có chênh lệch điện năng rất lớn cần phải kiểm soát. Tuy nhiên, họ đều tránh thảo luận về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này. Một số tỉnh và thành phố thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Trực tiếp cắt điện mà không hề báo trước và hết lần này đến lần khác, điều này không chỉ buộc tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ phải cắt giảm, đình chỉ sản xuất mà còn mang lại sự hỗn loạn lớn cho cuộc sống của người dân. Mất điện đột ngột khiến thực phẩm trong tủ lạnh của người dân bị hư hỏng, máy tính và điện thoại di động không sử dụng được, các cửa hàng buộc phải đóng cửa, các đường do không có đèn tín hiệu giao thông, trường học đóng cửa và trẻ em không có người trông coi, đường phố vắng vẻ, đêm tối và trộm cắp dâng cao. Trên mạng xã hội, cư dân đại lục đầy rẫy những phẫn nộ và bất lực trước hậu quả tồi tệ do mất điện không báo trước. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm hiện tại, 18 tỉnh bao gồm Liêu Ninh, cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Thanh Hải, Quảng Tây, Ninh Hạ, Trung Khánh, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam, An Huy, Nội Mông, Tứ Xuyên, Quý Châu và các thành phố trực thuộc trung ương khác như Bắc Kinh và Thượng Hải đã liên tiếp áp dụng các biện pháp cắt giảm điện năng đối với các doanh nghiệp và một số khu vực cũng đã áp dụng các biện pháp cắt giảm tiêu thụ điện của người dân để so dịu tâm trạng của người dân một số phương tiện truyền thông chính thống đã cố gắng giải thích lý do mất điện nhưng các tuyên bố cụ thể cũng khác nhau thậm chí là trái ngược nhau ví dụ một số phương tiện truyền thông chính thức cho rằng Hạn chế tiêu thụ điện là một biện pháp để kiểm soát tiêu thụ năng lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Một số phương tiện truyền thông chính thức lại cho rằng do giá than tăng cao và thiếu nguồn cung, các nhà máy nhiệt điện than đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Một số khác thì hoàn toàn không nhận ra tình trạng thiếu điện, cho rằng việc cắt giảm điện chỉ là tạm thời để bảo trì định kỳ và nâng cấp lưới điện về lý do của tình trạng thiếu điện trên diện rộng, ý kiến của người dân thậm chí còn đa dạng và đầy sức tưởng tượng. Theo nhà bình luận chính trị Trần Phá Không, sự cố mất điện của Trung Quốc là quá kỳ lạ, trong đó có những bất thường. Vị này tóm tắt những lý do dẫn đến tình trạng thiếu điện quy mô lớn ở Trung Quốc, bên cạnh những tuyên bố chung về việc thiếu hụt than, giá tăng cao, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, mà còn có những nguyên nhân bất thường sau đây. Một là lý thuyết về cạnh tranh Trung-Mỹ. Tuyên bố này cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cắt điện để giảm sản xuất và xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến giá cả và lạm phát tăng cao ở nước Mỹ, từ đó dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở Hoa Kỳ. Một số cư dân mạng đã gán cho kiểu đấu tranh tư tưởng, giết 3 vạn giặc, tự diệt một vạn, thành kinh tế tự sát. Thứ hai, cuộc đảo chính quyền lực. Quan điểm này đều tin rằng, giống như cuộc đảo chính tài chính trong đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh vào năm 2015. Giờ đây, các đối thủ chính trị của ông Tập trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích động cuộc đảo chính quyền lực để tấn công, khiến tình trạng thiếu điện trên toàn quốc. Thứ ba là tập dợt cho chiến tranh. Lập luận này cho rằng việc phân chia điện trên diện rộng, cúp điện là một dạng bài tập chuẩn bị. Bởi vì một khi eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông xảy ra chiến tranh hoặc chiến tranh Trung Mỹ xảy ra thì có thể bị mất điện đột ngột. Vì lý do này, người dân Trung Quốc phải cảm nhận trước để dễ dàng hơn thích ứng với thói quen của họ trong tương lai. Thứ tư, việc thử nghiệm vũ khí mới. Theo lập luận này, chính quyền Bắc Kinh có khả năng đang thử nghiệm một hệ thống vũ khí chống vệ tinh laser trên đất liền, được cho là có khả năng phá hủy tất cả các vệ tinh xung quanh Trung Quốc trong vòng 6 giờ, khiến cho việc dò tìm vệ tinh của các nước khác không thành công. Nhưng thử nghiệm hệ thống vũ khí này tiêu tốn rất nhiều điện năng. Vì vậy, chúng phải tạm hy sinh điện cho công nghiệp, thương mại và dân sinh để ưu tiên cho việc thử nghiệm và vận hành hệ thống vũ khí mới này. Bắc Kinh tức giận khi Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc Thưa quý vị, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 29 tháng 9 cho biết một sinh viên Trung Quốc đã bị thẩm vấn hơn 2 ngày và bị lực lượng hành pháp Mỹ trục xuất tại sân bay Houston. Trong thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc nói sau khi bị giam trong một căn phòng nhỏ hơn 50 giờ mà không được ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp, anh ấy đã bị phía Mỹ trục xuất qua một nước thứ ba. Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh, hành động của Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của sinh viên và họ kiên quyết phản đối. Hiện Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của Trung Quốc. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra sau khi đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương kêu gọi nỗ lực chung của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trở lại đúng hướng trong thời gian sớm nhất. Tháng 9 năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã tiến hành thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc, cho rằng họ có quan hệ với quân đội Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ gián điệp. Cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần góc nhìn chuyên gia. Với quan điểm của tiến sĩ Antonio Gray Schaeffer, một chuyên gia về châu Á, ông cho rằng giấc mơ Made in China 2025 tạm hiểu là Công xưởng Trung Quốc 2025 của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn vỡ. Theo tiến sĩ Gray Sheffield, ngay từ những ngày đầu cầm quyền, ông Tập Cận Bình đã giao rằng Trung Quốc cần phải chấm dứt sự thống trị thế giới của Hoa Kỳ, thiết lập lại trật tự toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra các mục tiêu và kế hoạch để hiện thực hóa giấc mơ này như Made in China 2025, sáng kiến Vành đai và con đường BRI, thịnh vượng chung, và một loạt các sáng kiến khác. Gần đây ông Tập đã tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, nhưng có vẻ như Made in China 2025 và BRI đã trở thành nạn nhân của chính sách không khoan nhượng Covid-19 của Trung Quốc và sự đàn áp của ông Tập đối với mọi thứ. Khi Made in China 2025 được công bố vào tháng 5 năm 2015, mục tiêu là đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ trong nước nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ nước ngoài biến Trung Quốc thành cường quốc toàn cầu về công nghiệp công nghệ cao. Bằng cách này, Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng rằng các công ty Trung Quốc có thể cạnh tranh trên toàn cầu, đưa Trung Quốc từ nhà sản xuất cấp thấp sang cấp cao. Mục tiêu đến năm 2035, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hóa hoàn toàn. Để hiện thực hóa giấc mơ, Bắc Kinh lên kế hoạch cải thiện trong tất cả các lĩnh vực từ tài chính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến sản xuất. Nhà nước sẽ ưu đãi thuế trợ cấp nghiên cứu, cho vay lãi suất thấp và trái phiếu. Tuy nhiên, các biện pháp này đã dẫn đến sự ưu ái dành cho các thực thể thuộc sở hữu nhà nước cũng như các công ty thân cận với chế độ này, tạo ra một khoảng cách giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Các chuyên gia bên ngoài Trung Quốc tin rằng, ngay cả trước đại dịch Covid-19, kinh tế và các cuộc đàn áp gần đây của ông Tập, Made in China 2025 sẽ không thành công. Về cơ bản, Mục tiêu của Trung Quốc là bơm tiền vào nghiên cứu và phát triển để đạt được trình độ phát triển mà Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản đã đạt được. Điều đó sẽ rất tốn kém và cuối cùng thì sẽ chỉ tạo thế cân bằng, không nhất thiết mang lại lợi thế cho Trung Quốc. Tiếp theo, Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản không chỉ có công nghệ tiên tiến mà còn có khả năng tiếp cận sản xuất ở Ấn Độ, nơi chi phí lao động chỉ bằng một nửa so với ở Trung Quốc. Ngược lại, mục tiêu của Bắc Kinh là phát triển công nghệ và sau đó sản xuất ở Trung Quốc. Vì vậy có vẻ như Trung Quốc vẫn sẽ không có lợi thế. Bây giờ thì có vẻ như Made in China 2025 và một số chương trình trước đó đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Trước đây ông Tập đã bơm tiền vào nghiên cứu công nghệ, bây giờ ông ta đang yêu cầu những gã khổng lồ công nghệ phải cung cấp một phần lợi nhuận của họ. Ví dụ, theo kế hoạch thịnh vượng chung Alibaba đã cam kết đầu tư 15,5 tỷ đô la Mỹ vào phát triển kinh tế và xã hội. Tương tự, Tencent cũng cam kết 100 tỷ đô la Mỹ cho các sáng kiến xã hội khác nhau, cũng như Pinduoduo, Meituan và Xiaomi. Từ việc thúc đẩy và khuyến khích các công ty công nghệ khu vực tư nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nước, ông Tập hiện đang bắt đầu đàn áp các công ty như Alibaba, Tencent, Meituan và DiDi. Việc hủy bỏ IPO của An Group vào phút chót chính là một trong những ví dụ lớn nhất về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những công ty công nghệ lớn. Ông Tập đang điều chỉnh hành vi của những gã khổng lồ công nghệ, đồng thời yêu cầu họ phải đưa tiền. Đây dường như không phải là chiến lược tốt nhất để phát triển công nghệ và đổi mới trong nước. Đặc biệt, công cuộc tìm kiếm chất bán dẫn của ông Tập đã hoàn toàn đi chạy hướng. Khoảng 9 dặm bên ngoài thủ phủ Tây Nam của tỉnh Sơn Đông Quan Xin, một nhà máy chất bán dẫn đang được xây dựng bởi tiền của chính phủ. Một năm sau, nhà máy vẫn chưa hoàn thành, việc xây dựng tạm dừng và công ty hết tiền. Những nhân tài chất lượng cao mà Quan Xin tuyển dụng đều đang từ bỏ con tàu sau khi công ty không thể đáp ứng được biên chế. Một công ty khác, Hong Xin ở Vũ Hán, cũng lấy tiền ban đầu của chính phủ nhưng cuối cùng cũng không thể sản xuất được gì. Ngoài ra còn có Tacoma Nam Kinh ở Giang Tô, Cun Tông ở tỉnh Thiểm Tây. Pin mặt trời và ô tô điện là những lĩnh vực khác mà các công ty đã lấy tiền của chính phủ, nhưng đã tuyên bố phá sản trước khi hoàn thành dự án. Có thể thấy, với việc thiếu sự hỗ trợ và tài trợ của chính phủ, dường như các công ty công nghệ Trung Quốc không thể giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện các mục tiêu của Made in China 2025 hoặc mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hóa hoàn toàn vào năm 2035. Một số chuyên gia tin rằng với sự tăng cường kiểm soát của chính phủ, các công ty công nghệ cao ở Trung Quốc sẽ trở thành giống như các doanh nghiệp bán quốc doanh, hoạt động hướng tới sự thịnh vượng chung thay vì hướng tới sự độc lập về công nghệ. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 30 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!